Lâu nay, với bà con trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long, mỗi khi mùa gặt đến thì tâm trạng thường mừng vui xen lẫn lo âu. Trúng mùa, lúa nhiều khi bán được giá thêm tiền thì vui, nhưng không thuận thì lại lo đủ thứ, lo phơi sấy, lo kho chứa, lo bị ép giá, bán hao tiền. Tuy nhiên, với bà con trồng lúa ở tỉnh An Giang, nơi được coi là vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long, trúng mùa được giá và thuận lợi trong các khâu phơi sấy tiêu thụ đang là chuyện có thật. Trời đã tối từ lâu, nhưng điểm thu mua lúa này vẫn hoạt động. Hàng chục ghe thuyền lúa của bà con vẫn tấp nập trở về đây. Bữa nay, tình đồng đem lúa về nó hơi khuya rồi. Nhưng mà mình khi đem lúa về đây thì nhà máy đem ta cũng là 24/24, ta đem mình đem lúa vô lên cho mình. Nhưng mà thời điểm này tôi đem lúa về đây tôi gửi, chứ tôi chưa bán bây giờ vì cái giá chưa được giá. Rồi gửi trong vòng cỡ một tháng là không có chi phí tiền này ở kho thì đợi giá lên rồi tôi mới bán. Thực tế không chỉ có ông Còn vui vì có nơi gửi gắm lúa tươi vào kho chờ giá lên. Hàng ngàn nông dân vùng Vĩnh Bình, An Giang và các khu vực lân cận, những người tham gia vào mô hình sản xuất lúa bền vững đều đưa lúa về điểm thu mua lúa của Tập đoàn Bảo vệ Thực vật An Giang. Hôm nay bác nhận được bao nhiêu tiền ạ? 114 triệu. Giá bán thóc thế nào? Giá bán thóc 6.700 một ký. Được. Lúa khô. Được hay là không được so với bên ngoài? Được, giá này là mình thuận mua vui vẻ bán. Cái này là mua công ty mua là thương lái ép mình hết nổi rồi. Việc hợp tác cùng nông dân sản xuất lúa, tạo ra những cánh đồng lớn và thực hiện việc thu mua lúa theo thỏa thuận, cho cái gửi vào kho và sấy lúa giúp nông dân như thế này ở An Giang đã giải quyết được nhiều vướng mắc, tạo ra sự đồng thuận lớn. Sản xuất theo một quy trình khép kín. Như vậy là vì mình sẽ có được cái lúa chẳng những chất lượng cao, có độ đồng đều, có số lượng lớn mà nó còn là có thương hiệu. Chính như vậy cho nên là vì cái người mua họ đã chấp nhận mua của mình với cái giá cao hơn giá cùng loại là từ 20 đô la trở lên. Mình đang chưa chịu, mình đang đàm phán cái đó. Sự chênh lệch đó, thay vì phải mua lúa và con bằng giá cao thì mình mua bằng với giá thị trường. Cái phần còn lại chính là cái phần mình trang trải, mình lo cho bà con. Như vậy có nghĩa là nó rất là ổn. Câu chuyện một doanh nghiệp cho ký gửi thóc tươi mới gặt về, chất vào kho bảo quản và sấy giúp nông dân một tháng đầu không phải trả tiền, sau đó chủ lúa muốn bán đâu tùy ý mình, giờ đây đang được bà con các nơi bản đến, có thể là một trong những chìa khóa mở ra giải pháp cho nông dân trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long trúng mùa mà giảm bớt nỗi lo.